Đây là cái hình đầu tiên anh ấy tới đây xăm nha các bạn. Rồi ông xui là lành, sau một thời gian ảnh đồng ý rồi bắt đầu anh quay lại. Anh quay lại, anh chó này là của anh nuôi nha, anh đưa hình con chó, anh chưa thiết kế, anh chỉ đưa hình con chó thôi. Bắt đầu thiết kế lên dương niệm, thiết kế rồi tên luôn nha. Rồi quả tiết ảnh, anh đang nghĩ ông xui anh quay lại. Anh chờ một dứt nguyên con bự rồi luôn. nhưng mà ấp ba này yếu quá đúng không, ấp ba này lao quá hả ấp ba à. À, ấp ba ấp số phí đi. À, ba quay lại ba chơi một phát một bít lưng luôn. Ảnh xăm trong vòng một lần một nha các bạn, lần một thôi đây đó, địa chỉ đây nha các bạn. Anh ấy ông Cường quay lại xăm một phát một. Đúng rồi, ba ngày nữa bắt đầu từ ngày hôm nay luôn. Đây cả nhà nhà, tác phẩm bít lưng của anh Hàn Quốc đến để tiệm tattoo Đạt phủ nhận. À, tác phẩm do con trai của thầy Đạt làm mọi người. Địa chỉ là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. À, đây là tác phẩm con trai thầy đã làm nha mọi người. À. Ổn mà. Chỉ cần đi nhanh là được à. Kệ đi. Địa chỉ là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Đó, anh chị nào mà trong nước và ngoài nước, mấy anh chị muốn sửa hình, có cái hình lâu năm, đó, có cái hình có thể cả chục năm về trước mà các anh chị chưa có dịp để mà sửa hình đó, thì anh Đạt thì cả nhà các anh chị cứ đến địa chỉ của thầy Đạt nha, 32 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận, thì để được thầy Đạt tư vấn và sửa cho mình cái thường ý mọi người. Đây là con trai của thầy Đạt nha. Về đường anh đi tắm biển rồi coi. Trời ơi, mấy ngày nữa rồi đi rồi. Trời ơi. Vậy hả? Để em dặn nó khỏi chú. Dặn nó khỏi chú biển. Ví dụ như ấy biển. Đi Mũi Né chưa nè. Không xuống biển. Tới ngày 19 đi nè. Có để dặn không xuống. Ừ. Đây cái dính đi.
đi nhưng mà đừng có chơi xuống biển. Những bên kia có tơi không? Những bên kia có tơi, những bên con á. Những bên kia có tơi rồi, còn trong xuống những trắng, những bên kia cái đi. Không, rồi, nhấn lên đây cho mượn. Để chị luôn nổi đó. Sao đâu? Cho ông la đi, xíu à. Khoai thi, u buồn. Để cái bàn kèo quấn nó chặn không nào. Ủa chưa đâu. Ủa. 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 Không có nhấn trắng được, đau quá. Hẹn lần sau. Xăm một lần một nha các bạn, một lần một nha. Anh ấy anh xăm trước nhật rồi nha. Ừ, nghĩ em sẽ quay lại. Quay lại trong xuôi bây giờ. Chờ một cái bịch lưng luôn nha. Một phát một xong luôn. Thằng giấy không con? Thằng giấy cho thầy. YouTube người ta cao bao quát hơn. Khách anh trên YouTube nhiều lắm, khách nước ngoài về nhiều lắm. Đúng rồi. YouTube. Đây là hình cũ nè. Xăm đợt đầu nè, giờ lành nè. Quay lại ok nè, thấy không? Này, chó này ảnh nuôi nè. Đó. Xăm cho ảnh nè. Đó, ơn nghỉ nè. Ơn nghỉ trong xôi quay lại. Thank you.